Vâng, kính thưa quý ông bà, hôm nay giáo xứ chúng ta rất là vinh dự được Đức cha Phêrô là chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về dâng thánh lễ tạ ơn cho giáo xứ chúng ta nhân dịp Ngọc Thánh 60 năm. Xin kính mời toàn thể quý ông bà chúng ta ra ngoài sảnh đường của thánh đường, ta xếp hàng để chuẩn bị rước đoàn đồng tế vào trong thánh đường. Xin kính mời tất cả các cụ ông, cụ bà và các anh chị đi. Chúng ta nhanh chóng ra ngoài sân chỗ hội trường này để chúng ta xếp hàng và đón chào Đức cha Phêrô, đồng thời đón đoàn đồng tế vào chuẩn bị dâng thánh lễ. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo, xin tất cả quý ông bà và anh chị em cộng đoàn dân Chúa chúng ta cha trở về sân của giáo xứ để chúng ta chuẩn bị đón rước đoàn, chuẩn bị đón đoàn rước do Đức cha Phêrô trở về với giáo xứ chúng ta, thăm giáo xứ chúng ta. Xin mời tất cả quý cộng đoàn. Trước tiên là thánh giá nến cao, chống khẩu thánh giá nến cao, rồi sau đến cầu đoàn dân Chúa, rồi đến các bà mẹ công giáo, đến thừa tác viên và các em lễ sinh. Một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý ông bà cộng đoàn dân Chúa chúng ta trở về sân giáo xứ để chúng ta chuẩn bị đón rước đoàn đồng tế do Đức cha Phêrô trở về để thăm giáo xứ chúng ta. Xin mời thánh giá nến cao lên trên đi. Lư hương. Trước tiên là thánh giá nến cao, sau đó là cộng đoàn dân Chúa, rồi đến các bà mẹ công giáo, đến thừa tác viên.
Xin mời cộng đoàn đứng. Tiếng Đức Mẹ
cất lên nhẹ hát mừng. Vừa nghe kề sát đôi hèn, tiếng mẹ nhẹ hát êm đềm. Vừa nghe kề sát đôi hèn, êm ai giọng mẹ ru hà. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang trong bầu khí rộn rã của tuần Bát Nhật mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng ta đang trong lễ hội 60 năm hồng ân của Giáo xứ Hà Đông. Nhận lời mời, chiều hôm nay Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Ngài là Chủ tịch Ủy ban Phượng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và đây là một trọng trách trong công việc của Ngài. Thế nhưng Ngài cũng đã dành thời giờ để về Giáo xứ Hà Đông chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn. Tạ ơn trong bầu khí của ngày cuối năm, tạ ơn 60 năm hồng ân. Và trong thánh lễ này chúng tôi cũng muốn đặc biệt cầu nguyện cho một gia đình ân nhân ở trong giáo xứ chúng ta, và nhất là trong mùa hồng ân 60 năm, gia đình đã quảng đại giúp đỡ cho giáo xứ. Và chúng tôi cũng mừng một gia đình kỷ niệm ngân khánh hôn phối. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho những đóng góp, cho những công khó. Và bên cạnh đó, biết bao nhiêu những anh em, anh chị em đã tích cực trong mùa lễ hội 60 năm của giáo xứ. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, cầu bình an, và cũng cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista, Anna, Giuse, Francisco, Maria. Chúng ta hân hoan vui mừng, đổ một tràng pháo tay thật lớn để mừng Đức Cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa Giả xứ, quý cha, quý thư sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, thành thực cảm ơn Giả xứ đã cho tôi dịp về đây để cùng với tất cả anh chị em trong giáo xứ Hà Đông này tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời còn sẽ ngợi ca ơn Người. Chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Hồng ân to lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là ban chính Con một của Ngài xuống thế làm người để rồi chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Chính nhờ hồng ân đó, chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Chính hồng ân đó, chúng ta được quy tụ lại thành một họ đạo, thành một giáo xứ, thành một cộng đoàn, và coi như là những phần tử trong cái thân thể của Ngài. Vì thế, nhớ lại những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta 60 năm qua, chúng ta tạ ơn Chúa, và đồng thời cũng xin Chúa thương cho giáo xứ Hà Đông của chúng ta trong những ngày sắp tới, những năm sắp tới, tràn đầy hồng ân của Chúa, để chúng ta được tiến triển cả về mọi mặt, không những về dân số, nhân số, nhưng là về cái phẩm chất sống đạo của chúng ta. Giờ đây anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mùa nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi,
đối tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng đời Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì công ơn con một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa lòng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Đó là lời Chúa. Hãy dâng về Chúa quyền lực vinh quang, hãy dâng về Chúa hỡi hết mọi dân tộc, hãy dâng về Chúa sang láng ngợp thánh danh. Hãy bưng của lễ vào đền Thiên Chúa, cúc cung thờ kinh Chúa Thánh Thiên uy hùng. Tất cả hoàn vũ hãy kinh sợ thánh gian. Nói cho vạn quốc Ngài là Thượng Đế, tác sinh vũ dư không trung chuyên rời, xét xử mọi nước đúng lối đường công bình. Trời hãy vui lên và đất hãy reo Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có ngôn sứ tên là Anna, con ông Phơ-mu-en thuộc chi tộc A-sơ. Bà đã cao niên, từ khi xuất giá đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời đền thờ, nhưng đêm ngày ăn chay cầu nguyện thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai
đang mong chờ Thiên Chúa cứu chuộc dân Israel. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành mình là Nazareth miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng khôn lớn, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Giuse và Đức Mẹ đã đưa Chúa đến để dâng Chúa vào trong điện thờ. Ông già Simeon cũng như là bà nữ tiên tri đã ca tụng Chúa và nói về những hồng ân, những việc mà Chúa đã làm cho dân Israel, cũng như về con trẻ là cái hồng ân cao cả nhất mà bà đã trông đợi. Anh chị em thân mến, chúng ta đang kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Hà Đông này. Cái tâm tình tạ ơn phải là cái tâm tình nổi bật trong năm nay. Chúng ta cũng đang ở trong cái năm lòng thương xót. Đức Thánh Cha khi mở cái năm thánh này nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải hướng lên Cha của chúng ta ở trên trời để nhận ra Ngài là người Cha đầy lòng thương xót. Và Đức Thánh Cha đã nói cho chúng ta biết rằng cái lòng thương xót đó là cái bản chất của Ngài, là cái gì tóm hết tất cả những cái căn bản của Thiên Chúa. Và vì thế lập cái năm thánh này, Đức Thánh Cha bảo chúng ta hãy cố gắng chiêm ngắm Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Tất cả cái công việc cũng như là lời nói và những cử chỉ và cuộc sống của Chúa Giêsu đều tỏ ra cho chúng ta cái lòng thương xót của Chúa Cha. Quả thật, Ngài là một bậc Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đã tự hủy ra không, nhận lấy thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống chúng ta hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi. Để làm gì? Để chết chuộc tội cho chúng ta. Và chuộc tội cho chúng ta để chúng ta được cái ích gì? Chúng ta được tha tội. Tha tội nghĩa là chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa. Làm hòa với Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được trở thành con của Thiên Chúa. Trở thành con của Thiên Chúa, chúng ta được vừa vào hưởng cái sự sống của Thiên Chúa vào trong gia đình của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mỗi giáo xứ là một gia đình, là một giáo hội thu nhỏ, và giáo hội đó là gia đình của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Chúng ta hãy nhìn về những cái ngày xa cũ, cách đây 60 năm, không biết còn ai cách đây 60 năm còn sống và đang ngồi ở đây hay không? Chắc là có. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ cái khi di cư cho đến bây giờ cũng có những cái người vào đây bây giờ cũng mười mấy tuổi, thì có thể là bây giờ vẫn còn sống. Từ khi vào đây, chúng ta thấy bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái cố gắng của cha ông của chúng ta đã quy tụ lại đây để lập thành cái giáo xứ, để chúng ta có một cái nơi để thờ phượng Thiên Chúa. Trải qua bao nhiêu là gian lao vất vả, nhưng Chúa đã thương cho chúng ta. Cái họ đạo của chúng ta vẫn còn, vẫn tồn tại và mỗi ngày thêm phát triển. Đó là những cái công ơn của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Vì thế cái tâm tình
tạ ơn là một cái tâm tình nền tảng của con người và đặc biệt là của tôn giáo. Sách Điển Ngữ Thần Học giải thích về cái tâm tình tạ ơn là như thế này: là chúng ta nhìn lên Thiên Chúa là đấng tốt lành, ta nhìn vào những cái công việc của Ngài để nhận ra Ngài là đấng quyền năng, và đồng thời Ngài là đầy lòng thương xót đã ban cho chúng ta tất cả những ơn đó. Tất cả đều bởi ơn của Chúa, hồng ân nối tiếp hồng ân. Vì thế trước những cái hồng ân đó, tâm hồn của chúng ta rung cảm, chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn. Và cái tạ ơn của chúng ta là gì? Tạ ơn của chúng ta là chúng ta nhận rằng Chúa là đấng quyền năng, Chúa đã dựng nên chúng ta, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nói lên cái việc hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa thì tâm tình của chúng ta là thờ phượng Chúa, vâng lời Chúa, giữ tất cả những cái điều mà Chúa dạy bảo chúng ta. Trong cái đoạn thư của Thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Gioan nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng có nghe theo những cái lời, những cái cách ăn nết ở, hay là những cái lời, cái của thế tục. Vậy ai yêu những cái sự thế gian mà này là xa Chúa. Vì thế cái cách mà chúng ta cảm tạ Chúa đó là tuân theo những lời của Chúa dạy bảo chúng ta. Tâm tình tạ ơn này chúng ta đã thấy ở nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu một ngày kia, khi Ngài nhìn đến những kẻ bé mọn mà Chúa đã trao cho Ngài, Ngài đã hức khởi và kêu lên: lạy Cha, con tạ ơn Cha, bởi vì Cha đã không tỏ cho những kẻ khôn ngoan hiền triết biết những cái công việc này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn. Biết cái gì? Biết Thiên Chúa là Cha, biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất, biết chúng ta sống ở đời này chỉ là đời tạm, rồi về sau chúng ta sẽ được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa. Những cái điều đó nhiều khi những người hiền triết nếu mà không có đức tin thì không biết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái kẻ bé nhỏ, như con em của chúng ta 6-7 tuổi khi học giáo lý thì nó đã được biết những cái điều đó rồi. Được biết những cái điều đó và sống theo những cái điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng nó. Đấy, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã ban. Rồi chúng ta cũng học với Đức Mẹ. Đức Mẹ khi được chọn làm mẹ của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã đi viếng bà Thánh Isabe. Và khi bà ấy, Isabe nhận ra cái ơn mà Đức Mẹ đã được, bà Thánh Isabe đã nói rằng: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Đức Mẹ biết rằng người ta đã nhận ra cái hồng ân mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ không tự cao tự đại, nhưng Đức Mẹ đã hát lên kinh Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi ân ở, reo mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì thế đó là những mẫu gương cho chúng ta. Nhìn lại 60 năm Chúa ban cho giáo xứ chúng ta, chung cho giáo xứ cũng như riêng cho mỗi gia đình, mỗi người chúng ta, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa. Những cái tâm tình tạ ơn của chúng ta nó căn cứ tại đâu? Có phải là tại chúng ta tổ chức những cái buổi lễ cho thật long trọng, hay là làm những cái bữa tiệc rất linh đình? Không phải, cái đó không phải là những cái chính đáng. Những cái đó chỉ là những cái phụ thuộc bên ngoài. Nhưng cái chính đáng, tâm tình chính đáng là nhận ra tất cả những gì chúng ta có, từ con người của chúng ta, từ những cái khả năng của chúng ta, đều là do ơn của Thiên Chúa. Và nếu là ơn của Thiên Chúa thì chúng ta phải dùng cái ơn của Thiên Chúa để mà đáp lại cái ơn của Thiên Chúa, để mà tạ ơn người. Vì thế nhận ra những cái hồng ân của Thiên Chúa để rồi cố gắng đáp lại cái hồng ân đó, đó mới là cái tâm tình thiết yếu của tạ ơn. Vậy tôi ước mong rằng trong khi giáo xứ chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng ta hãy cố gắng để đáp lại hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm theo ý của Thiên Chúa. Mà làm theo ý của Thiên Chúa
là chúng ta thấy 10 điều răn tóm lại hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là thương yêu anh chị em mình như chính ta vậy. Thánh Gioan nói rằng nếu mà ai không yêu thương anh chị em của mình thì đừng có nói rằng yêu mến Thiên Chúa. Nếu mà nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến anh chị em của mình thì là người nói láo. Vậy chúng ta cũng vậy, mến Chúa chúng ta cũng phải thương yêu anh chị em của chúng ta. Và cái năm lòng thương xót này, Đức Thánh Cha cũng bảo chúng ta hãy thương xót như Cha chúng ta ở trên trời là đấng đầy lòng thương xót. À, thương xót cách nào thì chúng ta thấy 14 mối, 7 mối thương xác, 7 mối thương hồn. Chúng ta đã biết tất cả những cái điều đó. Và đặc biệt là Đức Thánh Cha nói cho chúng ta biết rằng một những cái điều, những bài thương xót là đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi thấy anh chị em của chúng ta có những cái lỗi lầm hay có những cái sơ sót gì, chúng ta chưa hiểu rõ cái hoàn cảnh của người ta, nhiều khi lên án rồi xa lánh. Thay vì lên án, Đức Thánh Cha bảo chúng ta hãy thương yêu họ, đừng kết án họ, hãy cầu nguyện cho họ để giúp họ trở về với Thiên Chúa. Đó mới là cái phương thế chúng ta tỏ lòng thương xót, và đó mới là cái phương thế chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Xin chúc anh chị em nhận ra cái lòng thương xót của Chúa để rồi cũng sẵn sàng tỏ lòng thương xót đối với anh chị em của chúng ta. Và đó là cái tâm tình tạ ơn mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện trong năm này. Trong cõi đời để cứu độ muôn người.
trên nương xanh. Này là trái nho thơm ngon, con dâng lên Ngài đời con vất vả. Dâng Ngài tình yêu đơn sơ, bên máng cỏ con tôn thờ. Con xin dâng lên tâm tình cảm mến, ôi Thiên Chúa yêu con người mà sinh xuống trong cõi đời để cứu độ muôn người. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả. Chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Hỡi mọi người, Chúa là Thiên Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cực, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con vui mừng sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, để chúng con luôn biết tùy thuộc vào Chúa. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu những công sức, những đóng góp của các thế hệ tiền nhân. Xin Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời. Và hôm nay biết bao nhiêu những tâm hồn thành tâm thiện chí đang ra công gắng sức góp phần để kiến tạo cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết bao nhiêu những công khó của các anh chị em, của các gia đình. Mà hôm nay chúng con đặc biệt để cầu nguyện cho một gia đình ân nhân trong mùa lễ hội 60 năm chúng con, cho một gia đình kỷ niệm ngân khánh hôn phối. Xin Chúa tôn đổ tràn đầy phúc lành trên cộng đoàn chúng con, các gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ tội lỗi chúng con. Xin Cha để chúng con xa Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn.
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Di Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành. Muôn ân xuống trên gia đình
an vui sống trong tình yêu. Tình Chúa mến thương suốt đời, này con dâng niềm tin mới. Ông phước Chúa ban ai à, Ngài đã giáng trần cho con. Hãy đồng Giê-xu yêu con đời ơi, hãy đồng Giê-xu giáng sinh vì yêu, hãy đồng Giê-xu yêu người chúng con. Có trời vàng son chịu cuộc đời gian khổ, con xin tri ân Emmanuel, con xin tri ân Emmanuel, con xin tôn vinh ngôi lời Thiên Chúa, con xin tôn vinh ngôi trời giáng sinh. Đấng Giê-xu yêu người chúng con, có trời vàng son chi cuộc đời gian khổ. Con xin tri ân Emmanuel, con xin tri ân Emmanuel, con xin tôn vinh ngôi lời Thiên Chúa, con xin tôn vinh ngôi trời giáng sinh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi cho chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng lãnh nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Jump high.